Ok, ở trong video này thì cô sẽ hỗ trợ chúng ta để chữa cái đề số 51. Trong câu số 1 này, toàn bộ này, tank, theoretical và thoughtless nó đều là âm thơ. Đó. Còn chỉ mỗi dâu nó là âm thơ, nên là bị loại ra. Câu 2 này, neighbor, vein và rain đều là vần ain. Đúng không? Còn cái này nó là leisure, vần e, loại ra. Câu 3 trọng âm này mình có secure này, equip này, vacant nhấn âm 1, apply nhấn âm 2, vì vậy vacant nhấn âm 1 loại ra. Câu 4 representative này, technological characteristic và punctuality, thì cái từ characteristic nó nhấn cái âm vị trí số 4. Câu 5 thì phụ thuộc vào cái từ to này thì mình sẽ chọn được từ prone to, tức là dễ làm sao, dễ bị làm sao đó. Còn câu số 6 thì global communication nó là cụm danh từ rồi, phía trước nó sẽ cần một tính từ. Như vậy mình sẽ có là revolutionized, tức là nó mang tính cách mạng. Câu 7 thì ở đây là một hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra là tôi đang ăn tối sẽ là quá khứ tiếp diễn. Hành động xen vào thì tôi bị gãy răng sẽ là quá khứ đơn. Quá khứ tiếp diễn kết hợp quá khứ đơn. Câu 8 thì nó liên quan tới cái nghĩa của câu, tức là nếu mà không bảo vệ môi trường thì sẽ sớm là cạn kiệt, nên mình sẽ có deplete. Tiếp theo câu số 9, câu số 9 thì đang kết hợp với cái giới từ of này, mình sẽ có dispose of, tức là xử lý cái gì, xử lý đây là xử lý nước thải. Và câu số 10 thì ở đây là gì? À, nó đang nói về là rất là ngạc nhiên, bởi vì sao nhỉ? À, ta cousin đến out of the blue, tức là đến bất thình lình, đến bất ngờ. Câu 11 thì mình sẽ thấy là reckless ở đây đuôi list sẽ đuôi tính từ rồi, nên phía sau cần phải danh từ, nên chúng ta sẽ có exploitation. Tiếp theo 12 thì đó là điều kiện loại 3, bởi vì phía sau nó có là would have a gone, nên phía trước nó sẽ là quá khứ hoàn thành, vì vậy mình sẽ có hadn't been. 13 thì sẽ phụ thuộc vào cái cụm là tribute ở đây, nên mình sẽ có liên quan đến động từ pay, pay tribute to, tức là tỏ lòng biết ơn ai nha, biết ơn, tỏ lòng biết ơn ai. 14 thì đó là câu so sánh song song, càng cao thì càng, nó sẽ là the so sánh hơn cộng the so sánh hơn, thì mình sẽ có D ở đây. Tiếp câu số 12 là gì? Hứa để hỗ trợ, đúng không? Hứa để hỗ trợ, nên mình sẽ có là back somebody up, tức là hỗ trợ ủng hộ ai. Còn câu số 16 thì mình đang nói tới là cái quyển sách của cái người này, nên là nó là sở hữu, nên chúng ta sẽ có whose. Bảy đến 19 là sửa lỗi, thì ở đây chúng ta sẽ có là cái phía sau này này, nó có đầy đủ là chủ ngữ động từ, nên mình sẽ không thể là dùng because of được, mà nó dùng because thôi. Còn câu số 18 thì nó là cụm từ này, xem trực tiếp thì mình sẽ có là watch live là xem trực tiếp, tường thuật trực tiếp. Còn câu số 19 thì đang giải thích cho cái wine cellar này mà nó có chứa, thì cái từ contain này nó là chỉ tình trạng trạng thái, nên là không bao giờ dùng ở tiếp diễn cả. Đến câu 20, 21 thì nó là chọn cái cụm từ mà gần nghĩa nha, cụm từ gần nghĩa. Thì từ impending nó có nghĩa là sắp xảy ra, và nó bằng nghĩa với B. Hai từ này đều có nghĩa là sắp xảy ra. Sắp xảy ra. Từ cut down tức là sao? Cắt giảm, tức là giảm cái gì xuống, đúng không? Reduce. Tiếp theo đó là câu 22, 23 là trái nghĩa này. Sophisticated là phức tạp, thì nó sẽ trái nghĩa với cơ bản, đơn giản. Còn optional lựa chọn thì có thể tự chọn, thì nó sẽ đối nghĩa với compulsory, tức là bắt buộc. Câu 24, khi mà cảm ơn, không có gì đâu, mình sẽ đáp you're welcome. Câu 25 cậu có nghĩ về chuyện là đi đi hạng thương gia không? Business class nó là cái vé máy bay hạng thương gia.
Không, tôi đi dạo phổ thông bình dân thôi, đúng không? Tiếp theo, bài đọc điền. Bài đọc điền thì câu số 26 đang nói về là hoạt động hàng ngày, nên mình sẽ có danh từ. Và danh từ ở đây nó chính là gì? Activities, hoạt động hàng ngày. Câu 27 thì mình có cái từ than ở đây, nên là mình sẽ có so sánh hơn, tức là so sánh hơn với giấc ngủ. Ở đây là ngủ sâu hơn. Và câu số 28 là sau khi mà đạt đến cái cấp độ 4 nha, đạt đến đâu đó thì mình sẽ có động từ reach, là động từ reach nó là đạt đến đây nha, đạt đến. Và câu số 29 đó là khi cái việc nằm mơ nó xảy ra, nên là mình sẽ có động từ xảy ra, mình có occurs. Và cuối cùng câu số 30, tức là sao uống sữa ấm thì khiến cho bạn dễ ngủ hơn. Và cái từ mà chìm vào giấc ngủ, dễ ngủ, mình có drowsy. Tiếp theo bài đọc câu số 31, nhà văn nói rằng là cái Hubble này nó không được ưa chuộng lúc đầu, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là sao đây? Đây. Đây này. Ở trong đoạn số 1 dòng số 4 là nó không hoạt động, và sau đấy người ta phải lên người ta sửa cái lỗi, đúng không? Defective mirror, phải sửa cái gương lỗi. Như vậy thì cái chuyện mà xảy ra là bởi vì nó bị lỗi, defective, okay. Tiếp theo cái từ này nó viết là BRU nhé, BRU, từ BRU này đúng không? Từ brunch này nó có nghĩa là gì? Thì đây, nó xuất hiện ở trong cái đoạn số 2, giờ đầu tiên này, tức là sao? Nó là chủ đề của những cái câu chuyện cười nha, những cái câu chuyện cười, nên là mình sẽ có là nó bằng với subject, chủ đề. Câu 30, câu 33, nhà văn nói rằng là cái tàu Hubble, cái Hubble này là lúc đầu tiên mà nó rời khỏi trái đất thì nó làm sao? Thì mình sẽ thấy đây, nó mang theo sao? Cái expectation là rất là nhiều những cái kỳ vọng. Như vậy thì mình sẽ có đây, nói về rất là nhiều những cái tiềm năng, người ta cũng cho rằng nó rất là tiềm năng, rất là kỳ vọng. Tiếp theo câu 34, tác giả còn nói rằng satellite, cái vệ tinh mà mang được cái Hubble này thì được thiết kế rất là chuyên dụng để làm sao đó, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ thấy cái satellite đấy nó nhắc tới ở trong cái đoạn đầu tiên này. Và để làm gì? Để cả một cái đội này có thể đến, đúng không? Có thể lên để sửa chữa được. Như vậy thì câu số 34 này, tức là sẽ phải có thể là các phi hành gia có thể lên để sửa chữa được. Và câu 35, nhà văn ví những phi hành gia của cái Endeavour này với thì mình sẽ thấy là ở trong đoạn số 1 dòng số 5, đúng không? Đây. Nó là roadside mechanics, giống như là những kỹ sư đường. Nên là mình sẽ có mechanics ở đây. Và 36, nhà văn nói rằng là Edward Hubble thì sao? Vậy thì mình sẽ tìm cái Edward Hubble này. Edward Hubble thì xuất hiện ở trong cái đoạn cuối cùng. Đây, tên là Edward Hubble. Đây này, đây, chỉ ra cái mối quan hệ giữa khoảng cách và tốc độ này này, được chưa nào? Như vậy thì câu này nó sẽ là đáp án B. Và 38, theo như đoạn văn thì cái Cepheid variable này là gì? Cepheid variable này thì nó sẽ nằm ở đâu nhỉ? Mình sẽ tìm thấy đây. Thế này nó bị cách dòng xuống này. Thì nó chính là ví dụ của stars, của những cái ngôi sao như là, đúng không? Nên là mình sẽ thấy ở đây nó chính là O-star. Và cuối cùng từ billowing thì nó có nghĩa là gì ở trong cái đoạn văn số 3? Thì chúng ta sẽ thấy là ở trong cái đoạn văn số 3 đây thì mình sẽ có là gì? Gas và bụi, đúng không? Nó billowing ra khỏi cái hố, tức là nó tuôn ra khỏi, đúng không? Tuôn ra, vượt qua, nên mình sẽ có pouring, đổ ra, tràn ra. Tiếp theo, bài đọc tiếp theo thì bài đọc dễ hơn.
Đoạn văn này nói về cái gì? Thì ở đây nó chính là một đoạn văn mà nói về Mobile Camel Library. Đó, nên mình sẽ có đáp án D. 40, cái nào sau đây không đi cùng với cái library này? Đây, thì chúng ta thấy ở đoạn số 3 này, được chưa nào? Người thủ thư này, rồi giúp việc thủ thư này, để chăm sóc này, đúng không? Look out, trông chừng này. Như vậy thì cái người mà không không đi cùng, đúng không? Cái người mà không đi cùng thì chính là những người mà mượn sách, đúng không? Thì không phải là đi cùng. Tiếp theo, những người mà không đi đến thư viện, đã không đi đến thư viện Carissa, bởi vì thì cái lý do đây này, phải cần nỗ lực rất nhiều để đi qua sa mạc để đến mượn sách. Như vậy thì vấn đề của người ta là rất là khổ sở, đúng không? Rất là khó khăn để đi bộ tới đó. Mình có đáp án B. Và câu số 42, theo như đoạn văn thì cái nào sẽ là hình thức mà trừng phạt cho những người mà làm mất quyển sách? Thì nó chính là nằm ở cái đoạn văn cuối cùng. Nếu mà một người mà làm mất sách thì cái thư viện này sẽ không ghé qua nữa. Như vậy thì mình sẽ có là đây, đáp án B, đúng không? Thư viện sẽ không ghé qua ngôi làng nữa. Và cái từ Steve, Steve này có nghĩa là gì? Thì mình sẽ thấy từ Steve nó xuất hiện ở đoạn văn cuối cùng này. Đó. Đây nó rất là nghiêm khắc, đúng không? Rất là nghiêm khắc. Nên mình sẽ có là serious. Và 44, rack his brain có nghĩa là gì? Đây. Tức là khi thấy mọi người phải đi đi bộ qua cả một sa mạc thì ông đã rack his brain, tức là sao nhỉ? Phải vo đầu xem là tìm ra cách để mọi người có thể đến thư viện được. Nên là mình sẽ thấy ông ấy suy nghĩ rất là nhiều, đúng không? Và cuối cùng câu nào sau đây thì đúng, thì chúng ta sẽ thấy là có cái thông tin đây này. Có thông tin đây. Đầu đoạn số 3 này, ban đầu thì chỉ có 3 cái con lạc đà vào năm 1996 thôi. Nên là mình sẽ có ở đây là gì? Đây, là 1996 thì có 3 con lạc đà mà điều hành cái thư viện này. Tiếp theo, câu số 46 đến 48 là câu đồng nghĩa. Câu 46 là gì? Một số người không thể tìm ra chỗ ngồi, đúng không? Không thể tìm ra, nó là hiện tại nên đương nhiên là D. Câu này không cần tranh cãi. Câu số 47, isn't beyond my means, là không vượt quá, không 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 vung tay quá cái mức chi của tôi. Tức là sao nhỉ? Cái xe này nó đủ rẻ, đúng không? Để có thể mua được. Còn câu 48 thì nó là điều kiện hỗn hợp, nếu đã này, thì bây giờ này. Đấy. Thế thì mình sẽ thấy là tình huống ở quá khứ và kết quả hiện tại, được chưa nào? Nên là mình sẽ có là đây, chúng tôi đã không lỡ nên bây giờ chúng tôi mới ở bãi biển. Đến 49 và 50 thì ở đây câu 49 là gì? Thịt bò thì có chứa vitamin, cá thì cũng có chứa vitamin như thịt bò, thì nó chỉ là gì, giống hệt nhau thôi, nên mình sẽ có cụm similar to ở câu B. Và câu 50 là người đàn ông bị bắn này và phẫu thuật này. Thế là phẫu thuật cho ai? Phẫu thuật cái người đàn ông này. Như vậy thì nó chính là gì? À, người đàn ông này chính là chủng nữ câu, nên mình sẽ có who ở đây. Được chưa nào? Ok, next.